giống cho cái mặt kim chị. Được. Em nói thiệt với quý vị là em rất là đẹp đó. Mà tại sao hôm nay cái ánh sáng vàng này em lắc cái máy em 8 lần em chưa thấy em đẹp. Nè đó, em đẹp. Rồi hôm nay thứ bảy. Để kệ lỡ rồi. Để thứ bảy quý vị ơi đang nhà làm cái gì đó. Dạ, đây mặt trơ trắng bóng. Bóng luôn rồi. Dạ, Việt Hương mới đi một cái tour cine tour. Dạ, đi cine tour tại tại Cần Thơ hôm qua. Rồi sáng nay lại đi làm một cái quỹ từ thiện bảo trợ trẻ em Việt Nam. Rồi mặt có hơi xấu xí chút nha quý vị nha. Dạ. Đúng rồi. Hôm nay quay xong chương trình sinh ra để tỏa sáng. Cho nên là đi lên quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Nè, đi xong rồi thì tất nhiên là cái người ngồi chung với Việt Hương đi Cần Thơ mệt quý vị, tất nhiên là cái người ngồi chung với Việt Hương trong cái ghế ban giám khảo ban bình luận đó là phải có nhạc sĩ Đức Huy rồi. Dạ rồi. Bây giờ trưa ngủ hết hay dậy nè, và đặc biệt là quý khán giả ở hải ngoại nha, hay hỏi thăm Việt Hương ha. Rồi toàn bộ quý vị nào muốn nghe Việt Hương tư vấn thì vô ha. Rồi xong tư vấn xong tự động gọi cái bà tư vấn ở đây và tự trả lời, tại vì Hương không có biết. Hương chỉ làm sao Hương thấy đẹp là Hương làm thôi. Cái này vuốt mắt ra nha quý vị, nó ra thôi đó. Vậy dạ. Dạ, những món ăn vặt sắp ra luôn rồi. Dạ đúng rồi, chương trình sinh ra ra sáng mà chị Lê Giang nói hoài có một câu nói không được á. Đúng rồi đó. Rồi vô chưa, thức dậy đừng có ngủ trưa, ngủ nhiều nó mập. Vậy đây, sớm trọ 3D, thích dai của chị, cảm ơn em Tina Trúc. Rồi, ê Julie, hello. Dạ không có ngủ trưa quý vị, tại Việt Hương mới đi một cái Tân Nguyễn. Dạ mới đi Cần Thơ về, rồi sáng nay đi quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Dạ hôm qua thì đi xã hội thương binh, các bé bị bỏ rơi ở bị mồ côi đó, rồi người ta đem về người ta nuôi ở Cần Thơ. Dạ xuống Cần Thơ cho 100 phần quà rồi. Rồi quý vị vô chưa, đông chưa, đừng có ngủ nha, đặc biệt quý vị ở hải ngoại nha, khoan hãy ngủ. Bây giờ là mới có 1 giờ à, ở Cali là mới có 11 giờ à. Rất là nhiều người hỏi Việt Hương và cái này là có sao nói vậy ha. Chào chị, đêm qua em tới lớp te hơi trễ nên em định nhìn chị được từ xa thôi. Ô tội nghiệp em quá. Rồi chị về trong đêm luôn hả em? Dạ. Hôm qua xem livestream mà tức quá, khóc 2 tiếng à. Khóc chi lâu dữ vậy. Kỳ sau mình có duyên mình sẽ gặp lại ha. Dạ. Rồi bây giờ thức dậy chưa? Đặc biệt là quý vị khán giả ở hải ngoại nè, tại vì hay hỏi thăm Việt Hương về chế độ làm da cho đẹp á, cho nên là Việt Hương sẽ đợi quý vị vô ha. Rồi quý vị sẽ, Việt Hương sẽ tư vấn. Dạ, tư vấn cho quý vị. Chỉ tư vấn thôi nha, còn mọi vấn đề mà quý vị thắc mắc xin gọi vô điện thoại nha. 1-800-600-6617. Dạ, đó là BB Thanh Mai. Dạ, rất là nhiều người hỏi Hương thì Hương nói là sẽ cho quý vị địa chỉ và số điện thoại. Quý vị tự động ghi lại nè con, 1-800-6617. Ghi lại đi Thu Hương. Đúng rồi, ghi lại nha. Em ở hải ngoại nè. Ok, 11 giờ đêm rồi, em ở tiểu bang nào Gia Đan Nguyễn. Tại vì rất là nhiều khán giả hải ngoại hỏi thăm Việt Hương về chế độ bảo vệ cái làn da đó. Mà hôm nay là sau khi đóng phim Sớm Trọ 3D là Việt Hương ăn uống lại, cho nên nó mà hơi mập ra, chứ bữa là còn ốm đẹp nữa. Dạ, cái má phính phính nhưng mà không có còn sệ nữa quý vị. Ngày xưa là Việt Hương hay bị sệ cái này nè. Bây giờ hết sệ rồi, thấy không? Tròn. À, cái đó là cơ địa của Việt Hương, mặt tròn mà Hương cũng thích như vậy, mặt mập á. À, Hương không thích ốm vi lai mà cái mặt nhỏ xíu. Không thích vậy mà cũng không thích cầm nhọn ra, cho nên cầm là hoàn toàn thiệt nha quý vị, không có gắn cầm nhọn vậy nè, không thích, thích vậy luôn. Ta nói mặt vậy nó giàu. Ok rồi nè bé, mà cái số này
thì bắt đầu mình mới tư vấn lên cái lượng để nhìn cho mọi người ha. Và nãy giờ Việt Cương có giới thiệu là ngồi chương trình sinh ra để tỏa sáng, có một cái người giám khảo kế bên Việt Cương đó là nhạc sĩ Đức Huy, tất nhiên không thiếu ảnh được rồi, mà ảnh rất là quan trọng vì ảnh rất là có duyên ngồi cạnh Việt Cương. Ảnh đây. Chào tất cả, chào cả nhà mạnh khỏe. Thấy Việt Hương với ảnh xứng đôi. Biết sao không? Việt Hương đẹp hơn nhiều. Biết sao không? Tại vì anh Huy á, cái dòng nhạc của anh Huy sáng tác, ví dụ như những cái bài của ảnh, Việt Hương hay nói là cái dòng nhạc đó nó rất là giống như là ở Mexico với các bạn. Dòng nhạc nó rất là tươi trẻ, khỏe khoắn, cho nên ảnh rất là trẻ. Và anh Huy đâu có ngại nói tuổi hả? Không, mình cái gì tháng trước, 3 tuần trước mới ăn mừng sinh nhật thứ 40, lần thứ 30. Dạ, thứ 40 lần thứ 30 là các bạn cộng vào là nhiêu tuổi? Kỷ niệm sinh nhật chỉ có 40 thôi, nhưng mà ba tổ chức 30 lần như vậy rồi. Dạ, là bao nhiêu tuổi quý vị? Là 70 tuổi rồi. Quý vị có nhìn thấy ảnh 70 tuổi không? Quá trẻ. Là không bao giờ nhìn ra hết trơn á. Vậy ảnh quá trẻ, và đặc biệt nha, cái nước da của anh Huy á, rất là đẹp. Vì Khương là nữ, ngồi ảnh cũng xem. Nhưng mà sắp sửa đẹp thêm rồi đó. Dạ, anh, và hôm nay tại sao mà anh Huy lại có mặt ngồi đây với Việt Hương, với chị Thanh Mai, là hôm bữa Hương có dẫn ông Chí Tài, ông làm chương trình ca sĩ bí ẩn đi. Thế là Hương cũng rất là chân thành, thật lòng với quý vị nha. Là Hương dẫn mấy anh tới đây, rồi mấy anh tự làm đẹp. Mấy anh đẹp hay không, mấy anh tự động live stream, mấy anh nói. Không có dính dáng người Việt Hương, nhưng mà Hương muốn là mấy ông anh Hương phải đẹp. Và cái ông Chí Tài, ông đẹp quá. Cái ông Huy ông hỏi tại sao ông Tài đẹp vậy. Ông Tài mới nói bí quyết cho ông. Bây giờ hôm nay Việt Hương muốn là anh Huy phải trẻ đẹp, mà quan trọng là làm cái therapy này là cái nâng cơ, mà anh Huy là biểu bì da, bề mặt da của anh rất là đẹp. Bây giờ Hương muốn anh trẻ hơn, cho nên bây giờ anh 70 nha. Tôi rất là bất ngờ khi cái biểu từ 70 mà anh chỉ có chút xíu này thôi nè. Ba tiếng nữa là ngõ chừng là 45 luôn. Đây nè quý vị, anh bị có chút xíu này thôi nè quý vị, anh còn ít hơn Hương nữa, bị hồi trẻ anh đẹp trai. Đây anh bị cái này nè, đó chút xíu là Hương muốn nâng cái phần này của ảnh lên, và hoàn toàn không có xâm lấn bằng dao kéo kim chích gì hết, không có cái gì đâm vô kim chích dao kéo gì hết. Dạ rồi, chào cả nhà nhá. Lộc đặng các bạn chào mỏi miệng rồi mà Hương có trả lời câu nào đâu. Dạ tại vì lo tư vấn á quý vị. Lo tư vấn rồi, càng ngày càng đẹp, đúng rồi. Và bây giờ anh Huy á, nhìn chú tưởng mới có 53 nè anh ơi, nhìn chú tưởng mới có 53 đó má. 53 hay là 35? Nè, con tưởng chú Huy 50 tuổi. Không có, con chào bác Huy. Nè, dạ. Nó đi lên đây luôn nè. Chào luôn. Anh cảm ơn rất là nhiều. Quá trẻ. Em không biết anh Huy ơi, anh chỉ cách gì mà anh 70 chả thấy anh trẻ như 43. Rồi nha, tôi chỉ thôi lầm quá. Tôi chỉ luôn nha, là cười thật nhiều. Và đừng xem cái chuyện gì nó gọi là quan trọng quá, xem nó nhẹ nhàng thôi. Rồi thế thôi. 70 mà trẻ hơn em 43 nữa. Nói quá. Tôi 40 mà ổng 43. Trời đất ơi. Nè 43, nói 43. Đó. Và làm việc nhiều là phải hưởng, chứ còn mà làm để cho người khác hưởng thì uổng lắm. Đúng. Dạ. Con tưởng 45. Cảm ơn con. Wow, anh quá trẻ luôn quý vị. Và mà chưa một lần nhuộm tóc nha, khai dạ. Luôn. Chưa nhuộm tóc, chưa làm da, chưa làm gì hết. Thì Hương mới nói là anh ơi, tại vì anh đâu đẹp trẻ rồi, con cứ nghĩ 50. Là Hương mới nói, Hương mới hỏi tuổi ảnh, ảnh nói tuổi đang giật mình ấy. Thì Hương muốn bảo dưỡng cho ảnh để nó cứ giữ hoài như vậy cũng được, cái không cần mà trẻ hơn, nhưng mà Hương nghĩ là anh sẽ trẻ hơn. Và anh rất là vô tư. Dạ kém nội cháu 5 tuổi mà nhìn bác trẻ quá. Rồi nói vậy là ảnh rất là vô tư quý vị. Sướng nhất là các bạn ơi, bởi vì cái hậu vận đó. Chỉ được khen trẻ là vui rồi, chứ còn không có cái gì sướng hơn cái đó đâu. Dạ đúng rồi, trời ơi, fan của em nhào vô nói vậy gì má mới 19 nè. Trời ơi. Dạ, quý vị biết sao không? Má của cái này. Biết sao quý vị? Hương á, là Hương chia sẻ, và Hương làm cái gì Hương phải làm trước. Rồi mình coi coi có đúng không. Cái chứ tự nhiên cái mình làm không trúng mà mình đâu có dám giới thiệu mấy ông anh. Mà dạ chú Đức Huy không có tóc bạc luôn, tóc chưa nhuộm nha. Hay quá. Dạ có vài sợi đây nè, tóc không bị bạc luôn hả chú Đức Huy nè. Dạ chưa. Đó, ổng cứ vô tư cho nên ổng trẻ hò hoài. Cho nên vì cơ hôm nay đi dẫn ảnh đi chăm sóc da. Nếu mà anh Huy đẹp nữa, anh Huy sẽ nói cho các bạn biết là có đúng sự thật hay không nhé. Chắc chắn rồi đó.
Dạ, đó, nhiệm vụ của Diệu Cương là chỉ là giúp đỡ cho quý vị nào muốn đi kiếm để mà bảo vệ cái làn da cho mình thôi nhá. À, Việt Cương không có liên quan tới đây hết, mọi liên lạc xin liên lạc với bà này, bà đẹp dai hơn tôi. Dạ, 18006617. Và Việt Hương thương lắm bạn bè, anh em, đồng nghiệp, vợ chồng, rồi hàng xóm gì đó là cứ hỏi chị là đâu đẹp là chị lại lôi qua đây. Yeah. Rồi may cũng được cái là thương cái là các bạn bè, đồng nghiệp cũng rất là khi mà điều trị thì cũng rất là tin tưởng Mai. Và khi mà có hiệu quả đó, Mai vừa gặp ở nước Huy thì Linh Huy nói luôn là chúc mừng em nha, mọi người nói khen tốt lắm. Thành ra hôm nay em mới đến đây và cũng nghe Việt Hương trí tài khen nữa. Thì lần này là Mai cũng chăm sóc mà Hương là Hương cho Mai bài toán khó nữa là nào là phải săn chắc nè. Dạ. Rồi còn phải mấy cái đốm đồi mồi nữa phải không? Mồi của lỗ chân lông cho nó thu nhỏ lại. Dạ. Đẹp lại nữa rồi. Thì dạ, cái này là Mai cũng hứa với Hương với là Mai Huy phải Hương làm cái therapy. Có nghĩa là Mai làm nhiều dịch vụ, có nghĩa là vừa therapy là cho nó săn chắc này, dạ, rồi sóng cao tần để cho nó bề nâng mặt, cơ lên trên bề mặt da nó đẹp. Dạ. Và đưa cái R6 là cái mà Hương thích đó. Ừ. Hương nhớ cái làm cho cái lỗ chân lông thu nhỏ. Thu nhỏ lại. Và nám thì Mai làm cái laser. Dạ. Đó. Còn trên bề mặt da thì Mai cũng nhờ bác sĩ tai dạ, giúp cho anh để mà có thể làm bóng da. Dạ. Đó thì có đó nghĩa là quý vị ơi, ở đây là chị Cao Thanh Kiều. À, thân mến, Việt Hương có làm thẩm mỹ ở đâu không, có sửa gì không, là Việt Hương có làm da và hoàn toàn không xâm lấn trời bằng đó, Hương kim Hương nhìn nè. Mọi người ơi, da Mai là có make up nhẹ nhẹ, còn Hương không hề make up mà da khi mà đứng gần nhau là xem. Dạ. Chứng tỏ là chị nói, dạ, chị Cao Thanh Kiều là tại chị chưa biết, thành ra là tới đây cho dạ, bên này người ta sẽ tư vấn cho mình, người ta làm cái cơ mặt của mình đó chị, đây nè. Đó, nó sẽ ở đây ha, thì người ta sẽ làm cái intervi để săn chắc cái lớp cơ ở trong nó kéo lên, sau đó cái bề mặt này nè họ sẽ tư vấn cho mình. Và tới BB Thanh Mai sẽ làm hoàn toàn không làm gì trên người nha quý vị, không càm, không chích, không rạch mổ nha, không chích gì vô người, không làm gì trong người mà hết, chỉ lấy cái máy làm cho mình thôi và tư vấn rất rõ ràng chi tiết nha chị Cao Thanh Kiều ha, là mình không có làm cái gì bằng sửa chữa hết, cắt xẻ gì hết, chỉ là làm bằng máy móc hết. Và đặc biệt á là BB Thanh Mai là máy hoàn toàn nhập từ Mỹ. Yeah. Nó là của Mỹ. Và tôi đã bữa tôi làm cho ông Chí Tài đó, mà Hương không biết, anh Tài lén lên làm cái Hương mới livestream cho quý vị. Hương cầm cái máy, Hương chiếu vô cái livestream, Hương chiếu vô cái máy luôn. Đó là Hương cũng rất là công tâm để bảo vệ khách hàng của Việt Hương giới thiệu. Tại vì Hương không có dính dáng gì mà giới thiệu trật á, khán giả người ta buồn Hương. Cho nên quý vị cứ tự động đi tới đây gặp chị Thanh Mai. À, có một cái các cô nhân viên đây sẽ tư vấn cho quý vị ha. Là, hoặc là mấy à, chị có mấy chị làm nám á, rất là thành công, nhắn lên này nè, cảm ơn Việt Hương. Việt Hương xin cảm ơn các chị là đã tin tưởng tới làm rồi tự động thấy đã rồi tự động anh khen là giỏi. Mai cũng cảm ơn Hương, dạ, cũng cảm ơn cũng như là các fan của Hương cũng tin tưởng. Thực ra nám của bên Mai cũng vậy, Mai cũng điều trị bằng cái máy laser mà rất là cũng nói chung dạ, là cũng tốn lắm quý vị. Rất là Kiều ơi, cho số cho Kiều cái số 18006617. Dạ, Cao dạ, Thanh Kiều ơi, chị hay em gì đó ha, có thể gọi được cái số điện thoại này và các bạn tư vấn ở đây rất là nhiệt tình, dạ, sẽ tư vấn cho mình bao nhiêu lần. Mà khi các bạn nói là do Việt Hương giới thiệu sẽ thì các bạn sẽ có cái giá dạ, đặc biệt. Tại vì Việt Hương nói là tôi làm, tôi có trả tiền hoàn toàn. Và những ông anh, bà ông, những tất cả những người này là họ tự làm và họ tự thấy đẹp thì họ tự nói, chứ Hương cũng không có like khi mà ảnh chưa có làm. Anh có biết gì đâu mà anh nói. Thì quý vị cứ tới đây tư vấn, rồi giá cả rồi gì là tự động ở đây họ sẽ tư vấn cho quý vị. Vì Khương không biết cái phần này, nhưng mà làm thì có đẹp thiệt ha. Làm nhiều cái nha quý vị, đặc biệt mấy chị mà bị nám ở văn phòng á, và thì mấy chị đã làm và cũng đã tự nói với Việt Hương là chị cảm ơn em, chị chỗ làm rất là tốt. Dạ. Cảm ơn rồi, chị, cảm ơn chị Kiều nha, Cao Thanh Kiều nha. Dạ đó, rồi đọc số điện thoại ha. Và chị Thanh Mai á là chị còn có thêm một cái chế độ là giống như các bạn ở phim Hàn Quốc á, là người ta không có make up mà cái da nó bóng lên đẹp đẹp á quý vị. Là chị Thanh Mai chỉ đang có làm cái đó. Thì bây giờ bạn tư vấn luôn ở 18006617. Nghĩa là bóng da, bởi vì mình đưa thành phần nghĩa là collagen này, elastin này, acid hyaluronic này, những thành phần dinh dưỡng để làm cho cái làn da của chúng ta bóng mượt hơn. Dạ. Bởi vì với thời gian chúng ta mất mấy thứ, chúng ta mất collagen, chúng ta mất elastin, chúng ta mất những cái dưỡng chất trên bề mặt, thì chúng ta mất cái gì chúng ta bổ sung cái đó. Dạ. Dạ rồi tư vấn nha để biết ha, bây giờ dạ lo cho mọi người. Đúng rồi, Diễm Nguyễn tên Kiều cưng. Tại vì mình làm á, mình thấy đàng hoàng, mà Mai á là rất là có tâm, rất là nhiệt tình, cho nên là
Hương làm, nhưng mà nhiều khi tới khán giả gặp được cái cô chủ, việc thứ nhất cô đẹp, việc thứ hai cô làm là cô yêu thích và cô muốn làm đẹp, thì mọi người làm đẹp chung. Hương thích người như Mai cho nên Hương quảng cáo dùm cho Mai để mọi người tới tự tư vấn và tự làm. Vì Hương không có biết. Mà tính Hương cũng tốt nữa, không biết thật sự là mấy cảm ơn bạn bè nha. Cứ ai mà đi diễn chung mà hỏi Hương sao mặt đẹp vậy thì Hương cũng chia sẻ là đến chỗ Mai. Hoặc là thậm chí người nào đó mà Hương thấy cái mặt có vấn đề mà Hương biết rằng bên Mai là làm tốt những cái vấn đề đó là Hương cũng đều nói hết. Mụn chị được luôn nha Tú Quỳnh. Mụn chị được rồi nám. Rồi thậm chí có những người sẹo, Mai có những khách hàng bị sẹo rổ. Năm trời sẹo rỗ. Bởi vì nói thật sự là Mai cũng ngoài máy móc công nghệ thì Mai có những cái dàn bác sĩ rất là giỏi, những bác sĩ Việt Nam. Vâng Trần, cảm ơn Hương và Mai nhiều. Cảm ơn Vân Trần. Và Mai có bác sĩ là tiến sĩ tai. Đây là bác sĩ mà đã 15 năm học và hơn 8.000 ca trong những cái điều trị về phẫu thuật cũng như là 15.000 ca về laser và điều trị về da. Cho nên bác sĩ cũng là cái người mà đi dạy rất là nhiều nơi cho các bác sĩ khác trên thế giới. Và bác sĩ về đây thì giúp cho BB, giúp cho khách hàng. Thành ra có những trường hợp mà khách hàng đã đầu hàng ở những nơi khác rồi, đến đây bên Mai vẫn làm cho khách hàng. Dạ, Nhi Nguyễn sẹo trị được luôn nha bạn. Sẹo trị được luôn, sẹo rỗ. Có những người sẹo do mụn để lại mấy chục năm mà đến đây sau điều trị 2 lần, một lần đã thấy kết quả rồi, 2 lần thì cực kỳ là hài lòng với làn da của mình. Dạ. Rồi, nhớ là số 2 đường Bùi Thị Xuân quận nhất. Rất là dễ kiếm và mọi tư vấn bị rỗ làm được luôn nha. Thâm mắt trị được luôn, nói chung là cứ tư vấn đi ha. Khách sẽ rất là hài lòng. Vì Hương làm cái gì, vì Hương cũng làm trước. Mình phải làm có tâm. Rồi mình tự giới thiệu thôi, rồi tự tới đây làm, không có liên quan tới tôi trơn. Bữa nào mà thấy tôi dễ thương quá đó, tặng đồ ăn cho tôi nha. Ở dưới miền Tây là tặng đồ ăn cưng quá, hôm qua có tặng bánh bía nữa. Ăn cho nó bớt mập. Dạ. Rồi có bé tặng đường thốt nốt nấu chè đó. Rồi có bạn thì tặng mắm, mắm dưới An Giang á. Dạ, tặng đồ ăn hoài. Sẹo lòi chị được luôn nha bạn. Dạ, sẹo lòi chị được luôn. Sẹo lồi, sẹo lõm. Dạ. Nói chung những vấn đề mà hóc búa, rụt tóc, tất cả những vấn đề là những cái vấn đề mà phức tạp là bác sĩ à, có mà mấy bạn ở nước ngoài có hỏi Việt Hương là cái đường nhăn ngay đây nào cái gì. Giống lắm. Như là anh Đức Huy nói á, cười lên vui vẻ thoải mái kệ nó. Suy nghĩ chi cái đường nhăn này nó rất là dễ mà chữa rất là khó, nhưng mà ở đây cũng có làm được rồi, bạn cứ tư vấn đi nha. Còn bề mặt da mạnh nhất là các bạn ở văn phòng hay hỏi Hương về cái vụ nám á. Ở đây chữa được luôn à, bắn laser. Nhưng mà cái gì mình cũng phải hai bên cùng hợp tác. Đúng rồi, Tân Nguyễn số 2 đường Bùi Thị Xuân nha cưng. Dạ, BB Thanh Mai. Hai bên cùng hợp tác chứ. Ta bắn laser cho mình nhưng mà mình vẫn ra nắng, mình để cái mặt không thì cũng không được. Đúng rồi, ha. Phải chống nắng. Rồi, I love you phạt. Dạ, chị sẹo, rồi chị mụn luôn. Rồi, bye bye nha. Bây giờ tôi sẽ cho anh Huy anh lên, anh làm ảnh đẹp hơn tôi là tôi sẽ cầm lên. Tôi sẽ lên đây nữa. Cảm ơn quý vị nha. Nhớ nha, I love you. Bye, love you too. Chào cả nhà nha.